Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây. Ukraine tuyên bố đã làm nổ tung hệ thống phòng không Gekko của Nga. Nga pháo kích thành phố Kherson gây thương vong cho dân thường. Mỹ cung cấp cho Ukraine 20.000 tấn kim loại để bảo vệ cơ sở điện lực. Quan chức IDF cho biết, cứ hai thường dân ở Gaza thiệt mạng thì có một chiến binh Hamas. Israel có thể không bơm nước biển vào đường hầm Hamas. Siêu thị Pháp ở Thượng Hải đóng cửa sau gần 30 năm hoạt động. Lan sóng vỡ nợ tại Trung Quốc. Mỹ tuyên bố ủng hộ sự tăng trưởng của Trung Quốc nếu nước này chơi đúng luật. Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Iran tại Điện Kremlin. Liên Hiệp Quốc lên tiếng về hai chiếc thuyền với 400 người trôi giạt trên biển Andaman. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an Và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng ngày 6 tháng 12 của DKN Quý vị có thể liên hệ đặt quảng cáo trong bản tin của chúng tôi qua số điện thoại 0925 893 893 hoặc email bpa.dkn.tv Sau đây là phần nội dung bản tin kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết sùng đô của đạm thủy trà có vị ngọt mật sâu lắng được lên men hoàn toàn tự nhiên hồng trà hỗ trợ giảm cân hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và tim mạch quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573 khi cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv gạch ht2 hoặc quét mã qr trên màn hình xin trân trọng cảm ơn mở đầu chương trình là phần diễn biến liên quan đến chiến sự tại đông âu thưa quý vị Nhà báo quân sự đã báo cáo rằng các đơn vị pháo binh Ukraine đã nhắm mục tiêu và phá hủy thành công hệ thống phòng không tầm ngắn di động SA-8 Gecko của Nga được khai triển ở khu vực Kherson. Nhà báo Dylan Maliashov đã cho biết cuộc tấn công do quân đội Ukraine thực hiện đánh dấu một thành tựu chiến thuật quan trọng trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra trong khu vực. Hệ thống Gecko được công nhận về khả năng chống lại các mối đe dọa trên không, được cho là đã bị vô hiệu hóa trong một chiến dịch. Chiến dịch này được Ukraine tiến hành với mục đích chiến lược và chính xác. SA-8 còn được biết đến với tên gọi 9K-33 OSA của Nga. Đây là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn có bánh xe. Đây cũng là một hệ thống phòng không tầm ngắn, tầm thấp, sử dụng tên lửa dẫn đường theo lệnh và được biết là có hệ thống theo dõi quang học để hỗ trợ cho các radar trên tàu. Trong khi những chi tiết cụ thể của cuộc giao chiến vẫn được giữ bí mật, Việc phá hủy hệ thống OSA đã phần nào cho thấy sức mạnh chiến lược và hiệu quả của các đơn vị quân đội Ukraine. Ngoài hệ thống SA-8 Gecko, Ukraine còn tuyên bố vô hiệu hóa thành công pháo tự hành hạng nặng 2S7 Pion 203 ly. Các quan chức Ukraine cho biết, ít nhất hai người đã thiệt mạng trên đường phố sau khi pháo binh Nga tấn công thành phố Kherson ở miền nam nước này. Thống đốc khu vực Alexander Brodudin đã đăng một đoạn video về hậu quả của vụ tấn công, cho thấy hai thi thể trên con đường ở trung tâm thành phố và dấu vết của vụ tấn công bằng pháo kích gây thương vong gần các hố bên đường. Người đứng đầu chính quyền thành phố Kherson, Roman Wrako, nói thêm rằng một cơ sở y tế cũng bị tấn công và cũng đã khiến hai nhân viên y tế bị thương. Các cuộc tấn công của Nga vào thành phố cảng sông Dnipro đã trở nên thường xuyên kể từ khi quân đội Ukraine giải phóng thành phố này vào năm ngoái, với số thường dân thiệt mạng được báo cáo gần như mỗi ngày. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID sẽ cung cấp cho Ukraine 20.000 tấn kim loại để bảo vệ các cơ sở năng lượng khỏi các cuộc tấn công của Nga. European Prada trích dẫn thông tin từ Cơ quan Phục hồi và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết, dự án này được Tetra Tech ES một nhà thầu của USES, thực hiện theo một biên bản ghi nhớ đã ký trước đó. Báo cáo chỉ ra rằng công ty này mua kim loại từ một nhà sản xuất Ukraine và sau đó vận chuyển đến công trường, nơi lô kim loại đầu tiên đã được sử dụng. Dự án hiện đang tập trung vào xây dựng các cơ sở bảo vệ, bao gồm 22 trạm biến áp và 63 máy biến áp tự ngẫu ở 14 tỉnh. Chính phủ Ukraine và Bộ Tổng tham mưu đưa ra quyết định bảo vệ các cơ sở năng lượng và cơ quan phát triển phục hồi cơ sở hạ tầng Ukraine thực hiện nhiệm vụ thiết kế và xây dựng. Phía Ukraine cho biết, các mẫu thiết kế này dựa trên thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu theo các quy định và tiêu chuẩn của Anh và Mỹ. Chuyển đến một thông tin khác về tình hình Trung Đông. Quân đội Israel cho rằng, cho đến nay đã có khoảng 5.000 kẻ khủng bố bị hủy diệt. Các quân chức quân sự cấp cao của IDF đã cho biết, khoảng hai thường dân ở giải Gaza thiệt mạng thì có một chiến binh Hamas. Đồng thời cho biết thêm, Israel đang khai triển phần mềm lập bản đồ công nghệ cao để cố gắng giảm số ca tử vong ở thường dân. Tại một cuộc họp giao ban, khi được hỏi về thông tin, truyền thông đưa tin về 5.000 chiến binh Hamas đã bị tiêu diệt. Một trong những quan chức cấp cao của Israel nói với các phóng viên rằng những con số này ít nhiều là đúng. Bộ Y tế ở Gaza cho biết chiến dịch quân sự của Israel đã giết chết khoảng 15.900 người cho đến nay, và hầu hết họ là phụ nữ và trẻ em. Nhưng con số này không thể được xác minh độc lập và được cho là bao gồm cả những chiến binh Hamas và dân thường và cả những người thiệt mạng do hậu quả của các vụ bắn nhầm tên lửa của chính các nhóm khủng bố. Về phía Hamas, thì từ đầu cuộc chiến đến nay vẫn bảo mật về số liệu thương vong. Một trong những quan chức cấp cao của Israel nói thêm rằng việc sử dụng lá chắn người là một phần trong chiến lược cốt lõi của hamas và hiện tại tỷ lệ là cứ hai người thường dân thiệt mạng thì có một chiến binh hamas thiệt mạng và israel hy vọng rằng tỷ lệ này sẽ thấp hơn nhiều trong giai đoạn sắp tới của cuộc chiến số lượng người chết ngày càng tăng và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở gaza đã gây ra sự phẫn nộ từ phần lớn thế giới đồng minh chủ chốt cũng đã cảnh báo Israel phải làm nhiều hơn để tránh thương vong cho dân thường khi cuộc chiến chuyển sang phía Nam, nơi nhiều người Gaza đang tìm chỗ ẩn náu sau khi chạy trốn khỏi miền Bắc bị tàn phá. Để đạt được mục tiêu này, các quan chức Israel cho biết họ đang phải sử dụng phần mềm lập bản đồ công nghệ cao để theo dõi hoạt động di chuyển của người dân bên trong giải Gaza và ban hành lệnh sơ tán. Hệ thống này kết hợp điện thoại di động và các tín hiệu khác giám sát trên không và thông tin từ các nguồn địa phương, cũng như công nghệ AI để cập nhật liên tục mức độ tập trung dân số trên toàn lãnh thổ. Bản đồ này có 623 ô. Mỗi ô trong số 623 ô của bản đồ đều được mã hóa bằng màu sắc. Với các khu vực được chỉ định màu xanh lá cây sẽ tương đương với ít nhất 75% dân số đã sơ tán. Quan chức này cho biết, ở miền Nam, vì về cơ bản, chúng tôi đã tăng gấp đôi dân số nên các hoạt động sẽ chính xác hơn nhiều. Bản đồ mà quân đội Israel đang sử dụng được biết là kết quả của 8 năm nghiên cứu và phát triển. Nó đã hiện sẵn có ở các chỉ huy và đơn vị tấn công trên mặt đất. Bản đồ này cũng được sử dụng để phối hợp các nỗ lực cảnh báo dân thường rời khỏi một số khu vực nhất định trước các cuộc đình công sắp xảy ra thông qua tin nhắn SMS, cuộc gọi điện thoại, việc thả tờ rơi và các hình thức thông báo khác. Văn phòng Nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc đã đặt câu hỏi về tính hữu ích của một công cụ như vậy ở một khu vực mà khả năng tiếp cận viễn thông và điện năng là một vấn đề lớn. Và công ty viễn thông chính ở giải Gaza cho biết, dịch vụ điện thoại di động và Internet hiện đã bị cắt trên toàn lãnh thổ. Trước vấn đề này, các quan chức cấp cao của Israel nói rằng họ đang làm mọi thứ trong khả năng để giảm thương vong cho dân thường. Và đây là một phần hậu quả của chiến tranh. Israel đã xây dựng một hệ thống máy bơm lớn dùng để làm ngập mạng lưới đường hầm phức tạp của Hamas bên dưới giải Gaza bằng nước biển. Tạp chí phố World đưa tin vào giữa tháng 11, IDF đã hoàn thành việc xây dựng một số máy bơm nước biển lớn cách chạy tị nạn al -Sati khoảng một dặm về phía bắc. Có ít nhất 5 chiếc máy bơm đã được chế tạo, mỗi máy có thể bơm hàng nghìn mét khối nước mỗi giờ từ biển Địa Trung Hải vào các đường hầm, điều này sẽ khiến cho hệ thống đường hầm bị ngập lụt trong vài tuần. Các quan chức Mỹ cho biết, Israel lần đầu tiên thông báo cho họ về kế hoạch này vào đầu tháng 11 và Washington cũng không biết chính xác khi nào thì chính phủ Israel thực hiện kế hoạch này. Một nguồn tin cho hay, kế hoạch này sẽ diễn ra trong vài tuần, khoảng thời gian này đủ để quân Hamas đưa tất cả con tin ra khỏi đường hầm. Tuy nhiên, tồn tại các nguồn tin cho rằng Israel có sự dè dặt nhất định về kế hoạch. Một quan chức của Israel giấu tên cho biết Họ không chắc việc bơm nước biển sẽ diễn ra và thành công như thế nào vì không ai biết chi tiết về các đường hầm này trước đây. Israel cũng không thể biết liệu phương án này có hiệu quả hay không vì họ chưa thể xác định được tình huống nước biển có thể thoát ra khỏi các đường hầm hay không, vì những đường hầm này chưa có ai trong số họ từng đến trước đây. John Antonman, phó chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Washington cho biết, thật khó để biết việc bơm nước biển sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ sở hạ tầng nước và nước thải hiện có. Và thật khó để nói nó sẽ ảnh hưởng gì đến trữ lượng nước ngầm, cũng như đánh giá tác động đến sự ổn định của các tòa nhà gần đó. Chuyển đến phần thông tin khác. Nền kinh tế của Trung Quốc đang suy thoái, sức mua của người dân giảm mạnh và môi trường kinh doanh lao dốc. Siêu thị bán lẻ khổng lồ đầu tiên của Pháp, Carrefour ở Thượng Hải đã đóng cửa sau gần 30 năm hoạt động. Ngoài ra, một trung tâm phân phối sản phẩm điện tử lớn nhất Quảng Châu, New SEG Electronic City, cũng tuyên bố đóng cửa sau hơn 20 năm hoạt động. Tuần trước, thông báo đóng cửa siêu thị Carrefour của Pháp đã chính thức được đưa ra. Những nguồn tin từ người tiêu dùng đại lục cho rằng nền kinh tế hiện tại đang suy thoái. Nhiều người thất nghiệp, sức mua của người dân giảm sút nên siêu thị lớn này và các đại siêu thị khác cũng đang đóng cửa. Tất cả các siêu thị lớn khác đều đang thua lỗ hầu như những cửa hàng lớn ở Thượng Hải đã đóng cửa và không thể hoạt động được nữa. Có một cửa hàng thương mại tên là Urgency hiện cũng đang bị bỏ hoang và nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Tập đoàn Carrefour được thành lập tại Pháp vào năm 1959 và sát nhập với Promos vào năm 1999 để trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai trên thế giới. Năm 1995, Carrefour vào Trung Quốc, sau đó một năm, Carrefour đã mở cửa hàng đầu tiên tại Thượng Hải và đi vào hoạt động được 27 năm cho đến khi đóng cửa vào cuối tháng 11 năm nay. Các dữ liệu công khai cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, 106 siêu thị Carrefour ở Trung Quốc đã đóng cửa. Nguyên nhân đóng cửa liên quan đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn bán lẻ này tại Trung Quốc đang tiếp tục thua lỗ. Nửa đầu năm nay, Carrefour tại Trung Quốc đã lỗ gần 1,3 tỷ nhân dân tệ. Trước đó vào tháng 9 năm 2023, cửa hàng tập đoàn bán lẻ Carrefour cuối cùng ở Bắc Kinh đã đóng cửa. Tin tức này nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi. Chủ đề liên quan, Carrefour cuối cùng ở Bắc Kinh ngưng hoạt động, thậm chí còn nằm trên top tìm kiếm nóng. Không chỉ siêu thị bán lẻ, chợ giao dịch điện tử lớn nhất Quảng Châu cũng được biết đã đóng cửa vào tuần trước. Theo trong web của ngành công nghiệp điện tử bán dẫn, chợ điện tử này đã bị đóng cửa để giải phóng mặt bằng kinh doanh. Khu chợ này khai trương vào năm 1998, có diện tích hoạt động khoảng 3.000m2. Thông báo ngừng hoạt động mà công ty này gửi cho các thương nhân nêu rõ ràng, trước những thay đổi nghiêm trọng của môi trường, thị trường trong những năm gần đây, công ty xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã cùng với họ chịu đựng và vượt qua những khó khăn cùng nhau. Tuy nhiên, sau 3 năm dịch bệnh, công ty không thể trang trải cuộc sống nợ nần trồng chất và không thể tiếp tục hoạt động. Với sự xuất hiện của cuộc khủng hoảng nợ cá nhân ở Trung Quốc, số lượng người vỡ nợ đã tăng mạnh trong hai năm qua. Vấn nạn này kéo theo những thách thức mới đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là một vấn đề mới thực sự gai góc. Theo dữ liệu của Tòa án Trung Quốc, số người bị đưa vào danh sách đen vì không có khả năng trả nợ các khoản từ thế chấp cho đến vay thương mại đã tăng từ 5,7 triệu người vào đầu năm 2020 lên mức cao kỷ lục 8,54 triệu người vào năm 2023 chỉ chưa đầy 3 năm, hơn 2,8 triệu người đã trở thành người già phụ thuộc. Số người mắc nợ mới đã đạt mức cao mới hơn một năm sau khi Trung Quốc hủy bỏ chính sách không thanh toán nợ và tuyên bố sẽ khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên, nền kinh tế hậu dịch bệnh không những không cải thiện được mà lại rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng. The Financial Times cho rằng nếu không kích thích chi tiêu tiêu dùng, Trung Quốc có thể gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ chậm lại, còn khoảng 4,6% vào năm 2024. Một khi bị đưa vào danh sách đen, người mắc nợ sẽ không thể mua vé máy bay, mua sắm qua Alipay và WeChat. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người đó, mà còn kéo theo thị trường Trung Quốc đi xuống. Tờ Financial Times cũng cho rằng trọng tâm chính của cải cách quản lý chính sách của Trung Quốc là cung cấp cho những người trong danh sách đen một cách để họ khôi phục khả năng thanh toán để cuối cùng họ có thể tiếp tục các hoạt động kinh tế bình thường. Một số chuyên gia Trung Quốc cũng đề xuất hai phương pháp là giảm nợ cá nhân và xây dựng lộ trình giải quyết nợ cá nhân. Nhưng hy vọng hiện thực hóa hai phương pháp này ở Trung Quốc rất mong manh. Bởi vì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ưu ái các doanh nghiệp nhà nước và không thể đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. Chưa kể họ cũng đồng thời chỉ muốn duy trì lợi ích của giai cấp đặc quyền. tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ngồi lại với Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên sau hơn một năm. Hai phía có rất nhiều vấn đề cần thảo luận. Nhưng một trong những câu nói đáng chú ý nhất của ông Tập trong cuộc gặp với ông Biden là Hành tinh trái đất đủ lớn để hai nước thành công, và thành công của nước này là cơ hội cho nước kia. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo nói rằng thực tế phức tạp hơn thế một chút. Bộ trưởng này đề cập đến vai trò ngày càng tăng của thương mại đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Khi được đặt vấn đề về kết quả, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, gần 60% người Mỹ coi sự phát triển của Trung Quốc là một mối đe dọa nghiêm trọng. Thì vì Bộ trưởng Thương mại Mỹ nói rằng, việc Trung Quốc đang phát triển và tuân thủ luật lệ là điều tốt cho người Trung Quốc, điều tốt cho nước Mỹ và điều tốt cho thế giới. Chúng tôi muốn người dân Trung Quốc thịnh vượng và có một nền kinh tế tốt dù vậy, công việc số một của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ, nền kinh tế Mỹ và tất nhiên là an ninh quốc gia của nước Mỹ. Vì vậy, nếu Trung Quốc chơi đúng luật, thương mại song phương mới có thể là một điều thực sự tốt. Về thuật ngữ, Trung Quốc chơi đúng luật. Vì Bộ trưởng Mỹ giải thích thêm rằng, điều này có nghĩa là nếu họ trợ cấp quá mức cho các công ty của mình, nếu họ dựa vào lao động cưỡng bức, đánh cắp công nghệ, vì chúng đều là những điều tồi tệ, nên nước Mỹ phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn điều đó. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi sẽ đến thăm Nga vào thứ Năm để hội đàm với ông Vladimir Putin, khi hai nước này đang tăng cường quan hệ kinh tế và quân sự trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Ba khi được hỏi về chuyến thăm sắp tới của ông Raisi rằng tôi có thể xác nhận sẽ có các cuộc đàm phán Nga-Iran vào ngày 7 tháng 12. Ông Putin đã đến thăm Iran vào tháng 7 năm ngoái và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Tehran vào tháng 10 để hội đàm với các đối tác trong khu vực. Các nước phương Tây cáo buộc Tehran hỗ trợ cuộc tấn công của Nga ở Ukraine bằng cách cung cấp cho nước này số lượng lớn máy bay không người lái và các loại vũ khí khác. Dự kiến cuộc gặp của Nga và Iran sẽ bàn về các vấn đề song phương bao gồm tương tác kinh tế, thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là tình hình ở Gaza. Và đây sẽ là vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự của cuộc gặp này. Chuyển đến một phần tin quốc tế đang gây chú ý. Thưa quý vị, theo cơ quan tị nạn và nhân viên cứu trợ của Liên hiệp quốc, ước tính khoảng 400 người hồi giáo Rohingya được cho là đang ở trên hai chiếc thuyền trôi dạt trên biển Andaman. Hiện tại nếu không có đủ nguồn cung cấp lương thực hoặc được giải cứu kịp thời thì họ có thể chết. Số người Hồi giáo Rohingya này chạy trốn bằng thuyền trong một cuộc di cư theo mùa từ các trại tị nạn quá đông đúc và bẩn thỉu ở Bangladesh. Và số lượng này đã tăng lên kể từ năm ngoái do khẩu phần thực phẩm bị cắt giảm và bạo lực băng đảng gia tăng. Hai chiếc thuyền này dường như được cho là đã ở trên biển khoảng hai tuần. Thuyền trưởng của một trong những chiếc thuyền được cho biết Ông có từ 180 cho đến 190 người trên tàu, họ đã hết thức ăn, nước uống và động cơ bị hỏng. Thuyền trưởng này lo sợ tất cả mọi người trên tàu sẽ chết nếu không nhận được sự giúp đỡ. Vào hôm chủ nhật, chiếc thuyền đã cách bờ biển phía tây Thái Lan 320 km. Người phát ngôn của Hải quân Thái Lan cho biết, ông không có thông tin gì về những chiếc thuyền này. Khoảng 740.000 người hồi giáo Rohingya đã chạy trốn khỏi Myanmar, nơi đa số theo đạo Phật. Đến các trại ở Bangladesh kể từ tháng 8 năm 2017, sau khi một chiến dịch nổi dậy đã phá tan cộng đồng của họ. Lực lượng an ninh Myanmar đã bị buộc tội hãm hiếp, giết người hàng loạt và đốt hàng nghìn ngôi nhà của người Rohingya. Hiện tại tòa án quốc tế đang xem xét liệu hành động của họ có cấu thành tội diệt chủng hay không. Hầu hết những người tị nạn rời trại bằng đường biển đều cố gắng đến Malaysia nơi hồi giáo cầm quyền với hy vọng tìm được việc làm ở đó. Nhóm viện trợ Save the Children đã cho biết trong một báo cáo vào ngày 22 tháng 11 rằng 465 trẻ em Rohingya đã đến Indonesia bằng thuyền trong tuần trước và số người tị nạn vượt biển đã tăng hơn 80%. Số liệu cho thấy có hơn 3.570 người Hồi giáo Rohingya đã rời Bangladesh và Myanmar trong năm nay, tăng từ gần 2.000 người trong cùng kỳ năm 2022. Trong số những người rời đi trong năm, có 225 người được biết là đã chết hoặc mất tích và nhiều người khác chưa được thống kê. Thưa quý vị, bản tin sáng của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contacta.dkn.tv Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.